luôn các bạn, video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm tay sen tăng áp vuông, số tiền là 38 UK. Đây là hộp khá là nhỏ gọn và đẹp. Nên là bây giờ mình sẽ mở hộp ra các bạn xem. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua ở mô tả dưới video này. Sản phẩm này để tăng áp cho cái vòi hoa sen của bạn. Nếu mà nhà bạn vòi hoa sen chảy yếu, không đủ mạnh. Okay, sản phẩm chúng ta đây, đơn giản chỉ là một cái vòi hoa sen thôi. Và bên trong có một cái tờ hóa đơn. Đây là hóa đơn tay sen tăng áp vuông, số tiền 38.600. Ok, đây sản phẩm chính của chúng ta. Ở phía trước có một cái tag là cũng là giới thiệu cái vòi hoa sen này thôi. Và ở đây có một cái bọc. Chút sản phẩm mới thì có cái này. Và đây là cái lỗ lấm tấm nhỏ để nó phát ra, với những cái tia nước nó nhỏ hơn thì độ tăng áp của nó sẽ mạnh hơn. Vâng, sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp và sẽ tăng được 300% áp lực so với tay sen thông thường. Và các bạn mua thì chỉ có cái tay sen này thôi, chứ không có dây chất liệu bằng nhựa như ABS, mạ chrome, inox. Thiết kế siêu tăng áp với chế độ phun xương. Cái lỗ lấm tấm này đó là phun xương, làm tơi tối đa dòng nước và tạo cảm giác thoải mái khi tắm. Massage là làm cách tốt nhất và tiết kiệm nước. Vâng, vậy rất là đơn giản. Và bây giờ mình sẽ review trong nhà tắm. Vâng, rất thích vào nhà vệ sinh. Vâng, đây là cái vòi hoa sen hiện tại nhà mình đây. Và mình sẽ vặn thử nước cho bạn xem. Cũng rất là mạnh luôn. Mạnh chưa? Ok, giờ mình sẽ test thử với cái vòi hoa sen tăng áp này. Vâng, và mình đã lắp xong. Và sẽ bật thử cho bạn xem. Cầm cái vòi này nhẹ hơn cái vòi trước của mình, vòi cũ của mình. Đây, mình sẽ bật lên nhé. Đó, nước ra rất là nhỏ. Và có vẻ cũng khá là mạnh hơn đấy. Đều và tắm này thì sẽ sướng hơn rất là nhiều. Vì nước nó ra đều và nó nhỏ. Nó tạo như tia nhỏ như kiểu mưa đấy. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Ok, như vậy là mình đã chia tay nhanh cái sản phẩm vòi hoa sen tăng áp tăng 300%. Các bạn cảm thấy video ấy, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment dưới nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.